Chào bạn, trong tình yêu thì có một số thứ mà chúng ta không thể nhớ được. Ví dụ như là ngày đầu tỏ tình này, ngày đầu làm chuyện ấy, hay ngày đầu mà các bạn hứa là sẽ không đau đâu. Và trong code cũng vậy. Sẽ có một khi mà các bạn code sẽ có một vài dòng mà các bạn có thể sau khi một thời gian các bạn bẫy đi, các bạn đọc lại thì các bạn sẽ không hiểu được cái dòng ấy nó làm cái monkey gì. Đó. Thì vì thế nên là ở Java nó đã sinh ra cho các bạn một thứ nó gọi là comment, nó sẽ giúp cho các bạn là giúp cho các bạn là ghi ghi lại cái chức năng của dòng code đấy, và sau một thời gian các bạn quay lại các bạn đọc thì các bạn sẽ hiểu được. Đó, ok, thì comment trong Java sẽ được viết như nào? Ví dụ như mình sẽ bắt đầu vào cái chương trình này trước, mình sẽ bắt đầu từ cái chương trình trước. Ở đây mình sẽ viết một dòng comment. Ví dụ anh yêu em từ rất lâu rồi, ở đây mình sẽ viết một dòng comment. Đây là lời từ tận đáy lòng. Đấy, từ tận đáy lòng. Đó. Xong tiếp theo dòng này. Anh không thể giấu được tình cảm của mình nữa. Cái này là bốc phét. Bốc phét đó. Tiếp đến nữa. Em đồng ý làm bạn gái anh nhá. Em đồng ý cho anh thịt nhá. Đó, đấy, ví dụ như thế này chẳng hạn. Thì khi mà chạy chương trình Java ấy thì mặc định nó sẽ chỉ thực hiện những cái dòng code của các bạn và nó sẽ bỏ qua hết những cái dòng comment này. Đấy, bỏ hết dòng comment này. Đó, bây giờ mình sẽ run thử các bạn xem nhá. Run file này. Đó, nó sẽ vẫn thực hiện trên cái chương trình tỏ tình của các bạn chẳng hạn. Đấy, nhưng những cái dòng này hoàn toàn nó không thực hiện, nó không đả động gì đến nó. Thì comment thì đấy là comment, và comment ở trong Java nó sẽ có hai kiểu. Một là các bạn có thể nhấn, một là các bạn có thể nhấn là suộc suộc. Đấy, mình sẽ gọi là suộc suộc nhá, suộc suộc. Sau đó các bạn viết những cái nội dung của các bạn vào đây. Đợi em ý cho thịt. Đấy, đợi em đi cho thịt chẳng hạn đấy. Tiếp theo đấy, đấy là loại thứ nhất. Còn loại thứ hai là bạn có thể suộc sao, enter sao suộc. Đó, đây nó gợi ý luôn cho các bạn này. Đấy, thì ở con thì cái loại comment đầu tiên ấy thì các bạn chỉ comment một dòng này thôi. Đấy, và khi enter mà muốn các bạn muốn viết dòng thứ hai ấy, thì các bạn bắt buộc phải suộc suộc tiếp. Suộc suộc tiếp thì các bạn mới viết được comment dòng thứ hai, còn nếu không thì là nó sẽ không tính là một dòng comment. Còn trong cái loại comment thứ hai thì các bạn có thể viết được nhiều dòng ở đây. Ví dụ như ở đây, cô ấy đang nhắn tin. Cô ấy nhắn tin có thể cô ý sẽ cho mình thịt, có thể cô ý chỉ coi mình là bạn. Đấy, đấy thì đây là loại comment thứ hai. Loại comment thứ hai thì sẽ mở đầu sẽ là suộc sao và kết thúc sẽ là sao suộc. Thì bất kể các cái dòng, những cái dòng nào mà các bạn viết ở trong cái khoảng giữa của hai cái mở đầu và kết thúc này, nó sẽ đều được tính là comment và chương trình sẽ bỏ qua và sẽ không thực hiện nó nữa, không thực hiện những cái dòng trong này nữa. Ví dụ như ở đây, ví dụ mình sẽ cho cái dòng trả lời của cô ấy vào trong này chẳng hạn, và sau đó mình chạy chương trình đó, thì các bạn có thể để ý chương trình ở đây này. Đấy, sẽ nó chương trình sẽ dừng lại ở đoạn này và sẽ không thực hiện cái câu lệnh mà mình viết trong comment này nữa, đúng không? Đó, thì đấy là về comment trong Java. Thì tác dụng của comment trong Java nó chính là giúp các bạn có thể ghi nhớ lại, viết viết chú thích lại cho một vài dòng chẳng hạn, viết chú thích cho một vài vài dòng, và một thời gian nào đấy các bạn quay lại các bạn nhìn thấy và các bạn có thể đọc được nó. Thì đây nó chỉ là những cái phần comment cơ bản nhất trong Java thôi. Ừ. Và ngoài ra như các bạn để ý ở trong này mình có viết rất nhiều những cái dòng mà dòng trống, dòng không viết gì ấy. Thì những cái dòng trống này chương trình cũng sẽ bỏ qua và sẽ không thực hiện
không thực hiện bất kỳ cái gì cả, nó cũng sẽ bỏ qua hết, nó sẽ bỏ qua comment và những dòng này. Và nó và ở trong Java ấy, những cái dòng nào mà không phải comment ấy thì các bạn để ý cho mình một chút là nó đều kết thúc bằng cái dấu chấm phẩy. Đó thì cái dấu chấm phẩy đây ấy, nó chính là cái dấu là dấu kết thúc của một câu lệnh, và chương trình sẽ đọc cái câu lệnh đấy và thực thi cho các bạn đấy, và hiển thực thi các bạn. Ok, ở video của mình sẽ xin được dừng lại ở đây đấy. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn về biến ở trong Java. Video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc các bạn học lập trình vui vẻ.